Đối thủ của hạt giống số 1 Carlos Alcaraz tại vòng 2 đơn nam Wimbledon năm nay chỉ là tay vợt hiện đang xếp hạng 84 thế giới Alexander Müller. Tuy nhiên, đây lại là một trận đấu mà Alcaraz chơi không quá xuất sắc với 39 lỗi tự đánh bóng hỏng, và điều này đã khiến cho anh bị Müller đưa set 2 vào loạt tiebreak dù đã có thắng lợi 6-4 trong set mở màn. Thế nhưng, bằng sức trẻ và đẳng cấp vượt trội, Alcaraz đã giành chiến thắng 7-2 trong loạt đấu này để vươn lên dẫn 2-0. Có được cách biệt lớn, tay vợt số 1 thế giới đã thoải mái có thêm được một break nữa ở game 8 set 3 trước khi đi tới thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6-4, 7-6, 6-3 để lọt vào vòng 3, nơi anh sẽ có màn so tài với hạt giống số 25 Nicola Jerry. Ở trận đấu sau đó, đẳng cấp cũng như phong độ của Djokovic vượt trội hoàn toàn so với Wawrinka trước khi hai tay vợt gặp nhau ở vòng 3 Wimbledon 2023. Do vậy, không bất ngờ khi Nole khởi đầu trận đấu vô cùng tưng bừng để giành chiến thắng sau 3 set với tỷ số 6-3, 6-1 và 7-6, qua đó điền tên vào vòng 4 Wimbledon. Đối thủ của Nole sẽ là Hớ Còn,